Ok, chào các bác. Thì đây là cái video quay bằng hai con LG Wing và con V60 ở cái chế độ 1050 60fps nhé. Ở trên cái màn hình ấy, trên màn hình điện thoại ấy, thì em đang thấy là cái con Wing nó chống rung bá đạo vãi cứt ra các bạn. Chúng nó kinh khủng luôn. Hơn con V60 rất là nhiều. Còn không biết khi ghép lại thì thế nào thì không biết. Em chạy thử nhá. Rồi, chạy đây. Em đang để ở cái chế độ mà máy dọc ấy, chưa để sang cái máy ngang đâu. Đấy, vừa dừng lại. Xem có cái cây cối gì không, quay nó tí nha. Đây. Đó, các bạn có thể thấy này. Mình thấy nó cứ bệt lắm. Rồi, ok. Quay thẳng lên mặt trời này. Đó. Ok, mình sẽ quay trở lại. Chạy trở lại một tí nhé. Chạy nào. Rồi. Rồi, ok. À, các bác có thể thấy tiếng bước chân của em không? Rồi, tự quay cái chỗ này xem nào. Đó. Giữa Wing và V60. Thực sự là nếu như mà nhìn trên cái màn hình ấy, thì em cảm giác là cái con V60 nó vẫn ngon hơn. Nhưng mà không biết đi khi gặp lại thì thế nào thôi. Cái độ chi tiết của nó xem nào. Đó, nó cũng em thấy nó xùm xêm các bạn. Rồi. Ok, mình sẽ chuyển sang cắm trước nhá. Rồi, đây là cái video bằng cắm trước giữa con Wing và con V60. Thì hai con này đều có Full HD 60fps cả nhá. Thì em đang để cái chế độ Full HD 60fps thôi. Đó. Như em nhìn thấy trên màn hình ấy, thì thấy con Wing nó vẻ màu sắc nó đẹp hơn các bạn. Thật sự là nhìn trên màn hình điện thoại thì nhiều khi là không đánh giá được hết các bạn. Vì mỗi con cái màn hình nó có độ đẹp, rồi độ chi tiết khác nhau nên mình cũng không nhìn trên cái điện thoại thì không thể biết được. Đó, chạy tí nhá. Ok. Đó. Rồi, mình cho nó ngược sáng tí nhá. Rồi. Thực sự là con mình cảm giác là con Wing nó có vẻ chống rung tốt hơn. Tí nữa mình sẽ để cái chế độ nằm ngang xem nhé. Tại vì mình thấy là cái chế độ mà con Wing ấy, nó ở chế độ nằm ngang ấy, nó bá đạo hơn rất là nhiều. Rồi. Rồi, ok. Rồi, ok, chào các bác. Thì đây là cái video 1080 60fps nhé. Giữa con LG Wing và con LG V60. Tại đây các bác có thể thấy là em đang để cái như em đang để cái màn hình nó đang sáng tầm 50% ấy, thì hai con này có vẻ là màn hình nó sáng đều nhau. Đấy, các bác có thể thấy này. Em thấy là cái con V60 có vẻ chi tiết nó tốt hơn các bác. Đây. Các bác có thể thấy không? Rồi, em sẽ chạy ra đây một tí. Ô, cái con Wing ấy, buổi tối ấy, khi mà mình rung lắc khung hình một tí ấy, cảm giác là nó còn giật hơn cả con V60 các bạn. Đấy, trên màn hình thôi, em thử chạy các bác xem nhé. Chạy nào. Rồi, như em nhận thấy thì là cảm giác như là con Wing quay buổi đêm ấy nó kém hơn con V60 các bạn, đều đang ở chế độ Full HD 60fps thôi. Đây, để xem cái độ chi tiết của nó xem thế nào nhé. Đây. Mình cảm giác là con V60 vẫn ngon hơn các bạn. Rồi. Ok, xem cái lá cây xem nó có nhìn thấy gì không nào. Đó. Con Wing chả nhìn thấy gì các bạn. Bệt bệt, ghê gớm luôn. Ok, sẽ chuyển sang cắm trước nhé.